Rồi, hôm nay thứ bảy cuối tuần. Buồn quá biết làm gì. Móc cái Sony W995 ra cho anh chị xem. Đấy. À. Một hộp rất là nhỏ nhưng bên trong đầy đầy đồ chơi. À, mở ra. Email đầy đủ nha anh chị. Rồi mở cái bên hông, bên trong có cái loa đó, cái này là gắn ở đây đó, cái loa thiết kế vậy nè, thấy không? Con này chắc không có pin. Rồi bên trong là cái máy, để anh để qua cái bên đây nha, cục pin nhìn là biết pin zin rồi, khỏi lo luôn. Cục sạc Sony đặc biệt phải sạc zin nha chị mới ngon nha, còn sạc lô gắn vô cái chu sạc cứng lắm, sợi cáp truyền dữ liệu. Chạy phần mềm tiếng Việt vậy đó. Tai nghe chưa khui chưa xài luôn. Rồi ok, trong đây là cũng sách hướng dẫn nè đó, trong đây nè đó. Đó thôi khỏi coi đi ha, cho qua đi, quan trọng cái máy thôi. Rồi mở máy ra, cái máy là như mới nha anh chị ơi, mới tinh nha, không một vết chày nha, bảo đảm đó. Sony W995 không vết chày. Màu này là màu đẹp luôn. Camera 8.1. Nó mới tinh nè. Thấy không? Kiếm một vết chày không ra. Rồi, bây giờ mở thử. Nắp lưng khui lên. Đẩy lên. Bật này ra. Bên trong đó, sim thẻ nhớ có sẵn luôn, còn bao nhiêu ghi rồi, 8 ghi luôn nè, đã không? Rồi bỏ sim thử nha, bỏ pin vô đó, cái nắp đó xuống xuống trượt mở nguồn, rồi nó cũng cái sực một cái đẹp quá trời đẹp, ngoại hình rất là đẹp. Để em lao sờ cái tay mới cầm cái mồi tay bám. Nói chung là sau đây đó 95 nó có nhiều, anh cứ là tìm rất là nhiều nên. Nhưng tại vì nhiều khi giá nó cao quá không hợp lý mấy ảnh mới không mua. Có nhiều anh lại đang kiếm những máy rẻ thôi, chịu mấy 2 triệu, 2 triệu mấy thôi. Còn những máy mới thì giá cứ cao anh chị. Thị trường bây giờ máy mà gọi là 97 98% thôi đó là đã 3 2 2 triệu mấy 3 triệu lên rồi. Mày không có hợp luôn đó nha. Đừng nói có hợp. Đó, chọn chế độ đầu tiên vô luôn. À tê bay luôn anh chị không? Đó, chuẩn nó luôn. Không bỏ bỏ vô là đầy đủ liền. Chờ lên sóng thôi đó, con này chưa có tiếng Việt nha anh chị, anh nào mua thì cứ biết chạy tiếng Việt tự chạy luôn. Nói chung là đầy đủ đây, chức năng chống rồi đó, camera 8 chấm thử vô nó đẹp cái nào đâu,
Tại vì bây giờ mình xài mấy cái iPhone với màn hình camera đẹp quen rồi. Mình quay qua cái này mình thấy bình thường thôi, chứ ngày xưa cái thời điểm nó là ra nó dữ rồi. Thấy bạn cảm nhận là nó cũng đẹp, nhưng mà tại vì sau khi mình xài iPhone qua rồi mình nhìn thấy nó camera bình thường lắm. Đó. Thẻ nhớ đầy đủ nha anh chị. Đó, đài radio nè, đó anh chị muốn thêm nghe cái gì nghe. Rồi, còn cái loa này muốn nghe thì mở ra. Đó. Cái chân sạc nè, thấy không? Ghi mi nè. Đó. Giờ thử rồi. Giờ vô nghe không? Đó. Nói chung nó nhiều đài lắm anh chị. Anh chị nào muốn nghe sao cũng chọn đài nào chọn nha. Còn cái này giờ bơm vô thử nghe nhạc thử. Nó hơi méo, nó hơi ghê gớt vậy đi đó. Đó, một cái máy hoàn hảo, nghe nhạc nghe đẹp em, thoải mái. Pin con này chắc cũng 2-3 ngày quá, pin zin new mà. Đó anh chị qua màn hình bên trong không vết chày, thấy chưa, đáng sưu tầm luôn. Rồi ok, cảm ơn chị clip nha, nay cuối tuần thứ bảy, chúc anh chị cuối tuần vui vẻ. Rồi, ok.